Bạn cần nắm coi để quay iClinic. Liên hệ ngay với Mr. Hưng Inter. Uy tín, an toàn và chất lượng. Yo, hello em, chào mừng em đã quay trở lại với Top Mobile Games. Wow, thứ năm rồi. Và những gì mà fan của Arsenal mong đợi đó chính là ngày hôm nay chúng ta có box của icon của Arsenal, Arshavin Rosicky Patrick Vieira phiên bản box to box. Thêm vào đó là cái box của Player of the Week với đấng Lingardinho. Hôm nay chúng ta sẽ quay hai cái box này và chắc chắn là một câu khẳng định cho anh em, không quay ra ấy, không dừng video. Ok, let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ nói qua cái box của Player of the Week trong cái tuần này. Chúng ta có phiên bản mới của Benzema, rất nhiều phiên bản Player of the Week. Phiên bản mới của Fabian Ruiz, Depay, Pulisic và đấng Lingardinho, chưa kể đến đại đế Fred dành cho anh em fan MU nữa. Hôm nay chúng ta sẽ quay tất cả những cái cầu thủ này và đương nhiên rồi, top 3 mình mong muốn chắc chắn sẽ là thứ nhất, không phải, thứ ba đó chính là Lingardinho. Thứ hai đó chính là Fabian Ruiz và thứ nhất đó chính là Christian Pulisic. Đây là một cầu thủ mình chơi rất nhiều từ cái hồi 2018. Ok, không chần chờ gì nữa, quay luôn, không cần phải nói nhiều. Không cần phải check chỉ số, anh em vào check chỉ số là ok hết rồi. Mình không cần phải check gì cả. Và là quay thôi, quay ra là ra, quan trọng hơn vẫn ý này. Fabian Ruiz trên trái, yes. Đây là một phiên bản nâng cấp lên chỉ số là 96 dành cho Fabian Ruiz. Các cái bộ chỉ số về chuyền chọt nhỉnh hơn, về giữ bóng nhỉnh hơn, về các thứ phòng ngự ok hơn rất nhiều rồi. Hợp lý. Chơi luôn, lại còn nhìn đẹp trai thế này nữa thì đá càng phê. Ok. Ngồi phong độ A tuần này chứ. Đừng quên. Rồi, lên luôn. Christian Pulisic, Lingardinho. Tiếp theo sẽ là ai đây? Benzema thì thôi nha. Ui ý à, chết rồi. Có ai nhỉ? Từ. 26 tuổi mệt mà mặt ông này. Ủa, ai đấy nhỉ? Radu o. Ok. Rồi, Pulisic, Lingardinho và Pulisic. Ai sẽ Ui. Đừng bảo là thôi rồi. Tôi cứ tưởng nó ra rồi anh em ạ, cứ tưởng nó ra rồi. Rui Patricio, cũng là một thủ môn khá là hay. Tuần này phong độ là A. Ok. Rồi, rất tiếc là chúng ta không dò Lingardinho. Tuy nhiên, quan trọng hơn đó chính là cái box này. Không quay ra, không dừng video. Đó chính là cái lời tuyên bố của mình trong cái video ngày hôm nay. Có thể hơi dài, mình sẽ tua nhanh. Thế nhưng mà quan trọng vẫn là Andrej Arshavin, Patrick Vieira và Thomas Rosicky. Ok, let's go, quay luôn này anh em ơi. Trong trường hợp mà chúng ta chưa quay ra lên, chưa được thì mình sẽ tua nhanh cho anh em. Anh em không bị mất thời gian quá nhiều để xem mình quay những cầu thủ này. Chúng ta sẽ thử một chút tâm linh ở đây anh em nhá. Một chút gì đấy là tâm linh. Thường cái gì tâm linh ấy, chúng ta không thể đùa đâu. Ok. Release luôn. We'll be right back.
những cái đoạn này nó lại cảm thấy một cái luồng điện chạy qua anh em ạ, không biết là như thế nào cả. Để xem nào, chúng ta vẫn phải tâm linh một chút xíu ở trong cái trường hợp như thế này. Chạy thế anh em ơi, ra rồi. Sau cỡ khoảng gần 2k thì bây giờ chúng ta mới ra được một icon nick em ạ. Tỷ lệ, ui, cái chân này nhìn giống Rosicky lắm này. Nhưng mà khả năng cao là Andrev Ashavin. Yes, Ashavin phiên bản 4 trái đã ra rồi. Ok baby. Mình nghĩ là nó rơi vào khoảng gần 2k đấy. 2k một icon nó vẫn là một cái tỷ lệ nó khá là cơ bản. Thực tế nó vẫn khá là cơ bản. Mình test khá nhiều lần 10k rồi. Thường là 2k, 2k 1, 2k rưỡi một lần thì nó cũng khá là ok. Ok. Ôi, chết rồi, nhầm. Và anh em sẽ phải chờ thêm một lát nữa nhá. Chờ thêm một lát nữa xem mình có gian thế hay không. Chắc chắn rồi, không quay hết, không dừng video. Let's go. Ôi giời ơi, vừa mới nói xong. Thật sự là một cái gì đấy nó thoát tim quá. Nào, Rosicky hay là Viera phiên bản box to box mới đây ra đây là... Ôi, trời ơi, mình giống nhau nhỉ. Rosicky, yeah. Rosicky. Ok, hai trái không trùng, cuối cùng là Viera. Liệu Viera có ra không? Chúng ta có thể hoàn thành được cái box này hay không? Chúng ta có thể hoàn thành cái box này được hay không? Chúng ta đã từng hoàn thành một cái box Arsenal trước rồi. Vậy cái box Arsenal này thì sao? Mon. Ui, mình không ngờ luôn, nó nhảy như thế. Ui, Viera phát này là ok. Ai, Viera đi, ra đen. Yes. Không có lời nào diễn tả được dành cho các fan của Arsenal đó. 3k, mình nghĩ là 3 hay là 2k rưỡi gì đấy chẳng hạn. Mình không nhớ lắm. Bao nhiêu nhở? Nếu chúng ta tính, bắt đầu tính từ 4k9 đúng không? Vì quay 3 lần kia đúng rồi, 4k9. Và bây giờ chúng ta còn 2k rưỡi, vậy thì là 2k4 để hoàn thành cái box này. Fan của Arsenal đây, thực sự là một cái gì đấy nó tràn đầy cảm xúc anh em ạ. Ok. Và đó là video ngày hôm nay. Từ từ nhá, chúng ta sẽ check các cái cầu thủ chúng ta quay được ngày hôm nay đã. Ok. Full bộ ba Ashavin, Rosicky, Viera, Fabian Ruiz, Radu và Rui Patricio. Đó là những cầu thủ chúng ta quay được trong cái ngày hôm nay. Thực sự là một ngày hạnh phúc dành cho fan của Arsenal, đó chính là mình. Và hy vọng là anh em sẽ cố gắng hoàn thành được cái box này trong cái số lượng còn ít nhất nha. Đừng quên like, subscribe, ủng hộ Tham Game. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace.